Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi phương Đông năm 2020 của 12 con giáp. Hôm nay, ban biên tập kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về vận trình tài lộc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2020 Canh Tý. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong thời gian này, nữ mệnh tuổi Ngọ sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế, họa vô đơn chí. Đây là thời gian cực độc trong năm. Nếu bản mệnh không nắm rõ được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những nữ mệnh chủ tuổi Ngọ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra, sẽ rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Vậy, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem cách hóa giải và tận dụng tốt cho những cơ hội hiếm hoi để lội ngược dòng thành công, giữ được tiền tài trong video này. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan về tháng 6 âm lịch. Tuổi Ngọ bước vào tháng 6 âm lịch với khá nhiều thị phi xui xẻo bởi hung tinh đeo bám và vận trình hại thái tuế năm nên xui xẻo đủ đường. Chính vì thế, nữ gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình kim bài thái tuế hộ thân, hóa giải thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc của gia chủ được hanh thông rộng mở. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Trong tháng này, các nữ mệnh chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều. Trong ngày âm lịch 12 tháng 6, tức mùng 1 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Ngày âm lịch 24 tháng 6, tức 13 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 và mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của nữ mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Bước sang tháng 6 âm lịch và đặc biệt là thời gian trước tháng cô hồn, để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Ngọ. Trong hung họa cũng sẽ có những điều cắt lành. Trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý 2020 này, cũng sẽ có những ngày tốt, ngày cắt lành đối với nữ mệnh chủ tuổi Ngọ. Như ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức 27 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàn Thổ. Ngày âm lịch 19 tháng 6, tức mùng 8 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi nữ mệnh tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng của con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Nữ mệnh tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu.
tử vi nữ mệnh tuổi Ngọ vào tháng 6 âm lịch cho thấy đây có thể là một tháng đầy thách thức. Một số ngôi sao không may mắn đang chiếu đến, bạn có thể thấy mình mất tập trung và nóng nảy, thậm chí là mất một số tiền. Vì vậy, chiến lược tốt nhất của bạn có lẽ là giữ một nhịp độ sống thấp và không nên đưa ra bất cứ thay đổi và quyết định lớn nào trong tháng này. Bạn hãy cố gắng làm việc tình nguyện hoặc từ thiện để cân bằng năng lượng xấu, tránh những nơi quá âm u như là đám tang và nghĩa địa. Tốt nhất là nên đến nơi tổ chức đám cưới hoặc những nơi có không khí vui vẻ, hạnh phúc để mang lại năng lượng tốt cho mình. Về tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Ngọ, nhìn chung tài chính của tuổi Ngọ tháng 6 âm lịch không được như ý cho lắm vì công việc không thuận lợi. Dù không quá túng thiếu nhưng cũng chẳng dư giả gì. Đã thế là còn dính phải họa thị phi, lừa đảo, trộm cắp, lợi dụng nên có khó khăn vay mượn triền miên. Tháng này, những gia chủ tuổi Ngọ có hung tinh nên bạn không được tham gia các trò kinh doanh mạo hiểm, đầu tư kiếm lời, phải suy nghĩ trước sau, tư vấn ý kiến của nhiều người, nếu không sẽ bị thất thoát, thua lỗ, trục lợi. Về sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Ngọ, vào tháng 6 âm lịch báo trước rằng sẽ có vô số những khó khăn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn, phải đối phó với tình huống một cách tỉnh táo và phải có can đảm để vượt qua thử thách. Hãy cẩn thận trong khi giao tiếp với người khác, thậm chí nên sẵn sàng cho các cuộc tranh cãi pháp lý. Công việc của tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch được dự báo không mấy may mắn khi liên tiếp vấp phải những thị phi, nhiều người gây cản trở cho bạn, làm cho cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc thì không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến cho bạn áp lực tinh thần đè nặng. Phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên chống lại những điều rủi ro. Người làm kinh doanh thì nên tránh các công việc liên quan đến nước, ví dụ như nước uống, buôn bán thủy hải sản là điều không nên. Tử vi của nữ mệnh chủ tuổi Ngọ cho thấy rằng đây sẽ là một tháng có sự đối lập rõ ràng của vận mệnh gia chủ tuổi Ngọ, vừa thị phi nhưng cũng vừa có tài lộc rủng rỉnh. Nhìn chung, cát lành không thiếu, những thị phi cũng đầy mình. Tháng này, bạn rất có thể được đưa lên ở một vị trí cao nhưng cũng kèm theo đó bị tiểu nhân ám hại, dẫn đến đám đông trong công ty cô lập. Để hóa giải thị phi, tăng cường nhân duyên hòa hợp cho mình, tốt nhất mệnh chủ cần luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long dần, ngọ, tuất. Các gia chủ sẽ hóa giải được vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Tử vi sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Ngọ theo tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Người này phải chịu nhiều áp lực công việc, tình cảm nên tinh thần sa sút. Nếu không được quan tâm thì sức khỏe có thể ảnh hưởng đến bản thân. Có nhiều bệnh tật trong người, dù không phải bệnh nặng nhưng nhất định cần chú ý chăm sóc. Nếu không, bệnh nhỏ sẽ thành lớn, khiến cho bạn vất vả chống chọi. Tuổi Ngọ có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch nên cần hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa tập thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Tử vi về tình duyên. Vận tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch vô cùng đào hoa. Bạn là người chủ động trong chuyện tình cảm nên có nhiều cơ hội thu hút người khác giới, sớm gặp được người tri kỷ như ý muốn. Tuy nhiên cũng phải sống hết sức chân tình thì mọi chuyện mới êm đẹp, chứ đừng thấy người khác yêu thương mình mà hách dịch lên mặt. Người chưa có gia đình thì cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên thận trọng người ở cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Đồng thời để tăng cường vận khí giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở, quý gia chủ tuổi Ngọ nhớ mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long dần, ngọ, tuất để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhầm hãn hại và kết tình duyên. Cũng là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch. Những nữ mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954.
trong tháng 6 âm lịch thì vô cùng ảm đạm, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sức khỏe. Không nên lao tâm khổ tứ quá nhiều vì năm nay có thể là một năm hạn về bệnh tật. Các bệnh nhẹ cũng mắc, bệnh nặng cũng mắc nên cần phải lưu ý. Có quá nhiều áp lực trong cuộc sống cần phải được hóa giải. Tình cảm với người thân là một vấn đề lớn khiến cho bạn phải suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng đến tinh thần. Công việc cũng khiến cho bạn mệt mỏi, phải hạn chế đầu tư làm ăn lớn, kẻo mắc bệnh rồi kiếm tiền cũng không để làm gì. Đối với nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình sự nghiệp của mệnh chủ trong tháng 6 âm lịch không có gì nổi bật, thậm chí là sự nghiệp bị cản trở bởi kẻ khác ngáng đường, tiểu nhân quấy phá, cần phải cúng bái nhiều để hạn chế giải đen. Năm nay, tiền bạc cũng thất thoát nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư nhiều tiền vào một mối làm ăn nào đó, kẻo mất trắng. Đầu năm tài chính thể hao hụt, bị lợi dụng vay mượn không trả. Cuối năm, vận trình có thể hanh thông hơn, nhưng một chút nhờ kinh nghiệm và có được sự giúp đỡ của người thân. Cố gắng ăn uống bồi bổ bản thân nếu không muốn sức khỏe bị yếu đi. Nữ mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nữ mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ vào tháng 6 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục. Công việc có lúc tốt, có lúc lại bị tiểu nhân hãm hại, khiến cho bạn thực sự mệt mỏi, muốn từ bỏ, nên nghiêm túc xem lại việc có nên chuyển hay là không. Cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này trông núi nọ, chán người bên cạnh làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn lại phải chủ động mà thôi. Đặc biệt trong tháng này, gia chủ cần chú ý ngày âm lịch 12 tháng 6, tức mùng 1 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Ngọ 1978. Trong những ngày này, phong thủy gia cát khuyên mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Canh Ngọ vào tháng 6 âm lịch thì vô cùng hanh thông do có quý nhân phù trợ. Tiền bạc kiếm về rất nhiều khiến cho bản nhận cảm thấy hứng thú về công việc hiện tại. Bạn cần phải cố gắng hơn nữa thì mới có cơ hội thăng quan tiến chức trong năm nay. Chỉ là vận tình duyên thì không được như ý, kén cá chọn canh làm cho bạn mệt mỏi chán chường, cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn. Tiền bạc cần tiết chế chi tiêu dù kiếm ra nhiều, cố gắng tích góp một khoản lớn để đầu tư làm ăn về sau. Cuối tháng 6 âm lịch nên đầu tư vốn vào đâu đó cùng người đáng tin tưởng để thu lợi. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Mệnh chủ có vận trình học hành vô cùng ổn định, thi cử thành đạt, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy vậy, cần lưu ý dù có thành tích tốt cũng không nên kiêu ngạo, khiến cho bạn bè, thầy cô xa lánh. Thậm chí còn nhiều rối loạn khiến cho bố mẹ lo lắng mệt mỏi, cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, không nên xa vào chuyện yêu đương vì tuổi này cần tập trung học hành. Bố mẹ nên chú ý tới hành vi của con cái, quản thúc chu đáo, nếu không con sẽ đi sai đường. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Giao Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.